chống nắng tuyệt đối, ngăn chặn tối ưu côn trùng xâm nhập. Bạn không nghe nhầm đâu, tất cả đã có trong sản phẩm cửa lưới 2-in-1 của Quang Minh. Đèn tổ ong với công dụng cản ánh sáng, che chắn khi cần sử dụng không gian riêng, kính sau cánh cửa. Cấu tạo hình ống rỗng với lớp giấy trắng bạc bên trong giúp rèm có khả năng cách nhiệt, cách âm hiệu quả. Kết hợp cùng cửa lưới ngăn côn trùng, trong cùng một khung cửa, lưới được đan thành các ô vuông cực nhỏ, giúp thoáng không khí, ngăn chặn ruồi, muỗi, kiến ba khoang bay hoặc bò vào nhà. Các ô cửa di động có thể di chuyển qua lại giữa các hệ cửa khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng của khách hàng. Thông tin chi tiết liên hệ 0989 096 348.